Mà là nhức nắp luôn á. Đây mà thèm cá này lắm. Rất là thích ăn. Trời ơi đã. Wow. Cá liệt và có món nha mọi người. Bây giờ mình tới điểm cao rồi nha mọi người. Giờ bây giờ mình chạy xuống túc ở dưới kia kìa. Tới đuôi đó là mình sẽ cao ở dưới đó. Vậy đi câu cá nha mọi người. Đi câu cá ở gần nhà mọi người. Mà cái này là cái ao thuyền. Thì mỗi khi mà gió với lại trời động là ghe sẽ vào đây nè. À, đi câu cá thôi. Hey. Giờ mình sẽ đi câu cá mốt và cá liệt. Cá liệt. Cá xong á mọi người. Kêu ở tiếng địa phương của mình á. Quay màu đen. Ừ. Màu dưới cho mọi người. Đây nè mọi người. Đây nè con này nè, con này nè. Không biết ở vùng miền khác có không chứ ở mình là con này. À. Cái này nó rất là bén mồi mọi người, bén cá luôn. Nó dùng bỏ xuống là cá nó nghe mùi liền.
của mày mày là mình sẽ móc như vậy nha mọi người. Mình sẽ móc từ dưới cái đuôi lên trên. Thấy cái lưỡi luôn nha. Mồi này cực kỳ bát. Khi mình bỏ xuống là nó sẽ tay liền. Nó đớp liền. Và đớp phát thứ hai mình không giật nó sẽ. Này về kho ngọt ăn bái cháy luôn nha. Con trai mà là nhức nách luôn á. Trai mà thèm cá này lắm. Rất là thích ăn. Trời ơi đã quá. Giờ bây giờ mình bỏ vào rồng nha. Thấy không? Có liệt không à? Có liệt lớn không à? Đó đớp là mình sẽ giật liền. Wow, yeah. Yeah.
có liệt và có bốn nha mọi người. Giờ trễ rồi, hai vợ chồng em đi về nha mọi người ha. Hẹn mọi người những video lần sau nha, những chuyện câu cá lần sau nữa. Mọi người thấy hay thì mọi người cho xin một like, share và đăng ký kênh vợ chồng Pháp Ly của xứ miền Trung nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, tạm biệt mọi người.